Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Bất hồi quan, sắp đánh nhau rồi sao? Không cần phải kéo dài thời gian, ta thấy các nghị vương chủ của các ngươi hình như là đang âm thầm bố trí một vài cái gì đó. Có lẽ là vẫn chưa bố trí ổn thỏa rồi đúng không? Ta có thể chờ đợi. Dương Khai, từ đầu đến cuối ngươi đều ngông cuồng tự đại. Thật sự cho rằng Bất Hồi Quan là nơi mà mươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hay sao? Đây vốn dĩ chính là địa bàn của nhân tộc ta, ta đương nhiên là muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Lần này xem ngươi, lần này ngược lại. Hãy xem đây, lần này ngươi ngược lại hãy xem đây. Các ngươi thay đổi trận pháp của phong thiên tỏa địa rồi, sơ ý rồi. Nhân tộc của các ngươi có một câu nói, gọi là thường đi bộ bờ sông, sao có thể không ướt dây. Dương Khai, ngươi nhiều lần đến Bất Hồi Quan, thật sự cho rằng ta không có chút phòng bị nào hay sao? Cho nên ngươi sớm ở phạm vi ở bên ngoài Bất Hồi Quan có bố trí sẵn rồi, chỉ đợi ta bước vào nơi này thì có thể bổ sung thủ đoạn cuối cùng rồi nhốt ta lại ở nơi này. Không ngờ mặc tộc của các ngươi lại còn có nhân tài bậc này. Bây giờ hiểu được thì đã quá muộn rồi. Hôm nay tại đây chính là nơi chôn cất của Dương Khai ngươi. Vậy thì để cho chúng ta cùng nhau xem thử, trước khi ta chiến đấu mà chết, có thể giết được bao nhiêu cường giả. Động thủ. Đến đây chiến đấu đi. Đáng ghét, chịu chơi đi. Quá chậm. Maraja đại nhân, đến rất đúng lúc. Ta xem ngươi còn có thể chịu đựng đến lúc nào. Thực lực của Dương Khai hình như là còn mạnh hơn không ít so với năm đó. Chỉ trong thời gian trăm năm ngắn ngủi, hắn làm thế nào mà có thể trưởng thành lớn như vậy? Vốn dĩ còn cho rằng để lại một nhóm ba vị ngụy vương chủ và hắn liên thủ đủ để khống chế Dương Khai rồi, nhưng bây giờ xem ra hình như là còn một chút không đủ. May thật, mình còn giữ đường lui. Trước tiên rút lui, giao lại cho các ngươi thôi. Hừm, thì ra là đánh luôn phiền. Được thôi, nếu như đã dùng loại chiến thuật này, sao không gọi thêm vài ngụy vương chủ nữa lên đây luôn đi. Muốn chấp hành được lại chiến thuật này, một điểm mấu chốt nhất chính là bản thân ngươi. Các ngụy vương chủ có thể luân phiên lên trận, nhưng còn ngươi thì sao? Không ai có thể thay thế ngươi. Thế thì đã sao, cho lên. Chỉ cần đánh chết ngươi là được rồi. Đến đi. Hắn kèm theo trường thương có đại đạo chi lực của thời không trường hà, sao đột nhiên lại tách ra ngoài rồi? Dương Khai, chết đi cho ta. Vừa nãy hắn lại vẫn chưa dốc hết toàn lực. Cũng thế như vậy, ngươi lại có thể chịu đựng được bao lâu? Sẽ không quá lâu đâu, nhưng mà đủ để giết ngươi rồi. Đến đây, đến thì đến, đến đây. Ngươi qua đây đi, buồn cười thật, tại sao không phải là ngươi qua? Đại quân của nhân tộc còn đang phân ly ở Thuần Dương Quan, tiếp nhận mệnh lệnh chuẩn xác của Tổng Phủ Tư Thuần Dương Quan, mặc sắc cự thần Ninh thì triển ra bí thuật với tướng sĩ của nhân tộc. Uy thế tuy to lớn, nhưng mà mỗi một kích đều không thể nào xem thường được, tướng sĩ của nhân tộc tử vong thê thảm. Mặc sắc cự thần Ninh triển ra bí thuật với tướng sĩ của nhân tộc, uy thế to lớn, mỗi một kích đều không thể nào xem thường được, tướng sĩ của nhân tộc tử vong thê thảm. Nhưng mà nhân tộc cho dù là dẫn đầu trên đại thế, còn có hai mặc sắc cự thần Ninh đóng ở Bất Hồi Quan. Điểm mấu chốt của chiến tranh hai tộc nằm ở bốn cự thần linh này, ai có thể giải quyết được cự thần linh của đối phương trước. Dưới tình hình như vậy, nhân tộc muốn chiến đấu lấy được Bất Hồi Quan thuần túy chính là xa xỉ, ai có thể chiếm cứ được ưu thế tuyệt đối. Thu hoạch lớn nhất trước mắt chính là đại quân của Mặc Tông đánh nén Thuần Dương, đánh nén giả Thuần Dương Quan. Thạch Đại Tráng, Đường Đào, Hàm Vĩ truy kích. Rõ. Không hay, đường lui của chúng ta đã bị chặn lại rồi. Liên thủ xung trận, nhanh chóng quay về Bất Hồi Quan. Hừm, các ngươi muốn chạy đi đâu? Sáu vị ngụy vương chủ lại chết như vậy rồi. Kỳ lạ, dựa theo bản lĩnh của Dương sư đệ, muốn chém chết Maraja có lẽ không phải là vấn đề lớn gì, tại sao lại do dự lâu như vậy? Mẽ nào là giấu bài ơi? Gần được rồi, truyền lệnh toàn quân rút lui, Thuần Dương Quan tiếp ứng. Rõ. Chuyện tiếp theo phải giao lại cho các ngươi rồi.
cũng gần xong rồi,